với kênh của 6 Vlog nhé. Hôm nay thì mình lên cửa hàng để quay cho tất cả mọi người xem về mẫu xe Yamaha Xcenter. Và đặc biệt thì mình sẽ làm một cái vlog, một cái tập vlog dài nha các bạn. Nghĩa là mình sẽ làm tầm độ 7 cái vlog liên tục. Và mình sẽ mỗi cái vlog thì mình sẽ quay về một màu xe riêng biệt nhé. Và cái vlog đầu tiên thì hôm nay thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem về mẫu xe Xcenter 150. Đây là phiên bản Monster Energy nhé. Và đây cũng là một phiên bản mắc nhất của Yamaha Xcenter tính đến thời điểm hiện tại nha. Và thì cái màu sắc của mẫu xe này thì là phiên bản Monster, là màu sắc này là phiên bản giới hạn, là không có sản xuất nữa nha các bạn. Đây là cái phiên bản Monster Energy kết hợp với bên Yamaha cho ra cái màu tem rất là đẹp nha các bạn. Đây có thể thấy là về màu tem chảy, đây là một màu đen pha với màu xanh nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn về chi tiết về cái màu sắc này nhé. Mỗi một video thì mình sẽ quay tất cả các bạn xem về chi tiết về một màu sắc nha. Bởi vì là mình thấy là rất là nhiều các bạn là yêu thích một cái màu sắc riêng, nhưng mà chưa có ai quay chi tiết từng màu sắc cả, nên là hôm nay mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem về từng màu sắc một nhé. Đây, ở phía đằng trước rè thì cũng có cái hình tem chảy nha các bạn, rất là đẹp. Đây, đầu tiên là mình sẽ quay các bạn về lốp trước nhé. Lốp trước thì là lốp 90-80-17 nhé, và vẫn là lốp IRC. Đây, mình sẽ quay cho các bạn về phía đằng sau. Đằng sau thì có chữ đây, Yamaha Blue Xcenter nha các bạn. Có cái màu sắc này mình cảm thấy rất là đẹp. Thông số lốp sau là 120-70-17 nhé. Monster Energy. Đây về phần, đây là về phần động cơ của xe nha các bạn. Đây mình sẽ, hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn chi tiết về cái màu, từng màu sắc một cho các bạn. Ở vlog đầu tiên thì mình chỉ quay về mẫu xe Xcenter ở phiên bản Monster Energy thôi. Đây, cái màu tem rất là đẹp luôn. Và cái phiên bản này thì hiện nay thì với cái giá là 49.500.000 đồng, đã bao gồm giấy tờ và phí ra biển số cho các bạn. Do là cái số lượng mà sản xuất ra cái phiên bản Monster Energy và cái màu tem này thì là màu sắc được giới hạn này các bạn, hiện tại thì không còn sản xuất nữa. Đây rất là đẹp nha các bạn. Đây về phần yên xe thì cũng được bọc rất là kỹ nha, tránh chảy xước cũng như là bụi bẩn. Để quay về phần bên kia cho các bạn xem nhé. Do là mình ở cửa hàng nên là về ban ngày rất là ồn nha các bạn, nên là các bạn ráng nghe giúp mình nhé. Đây về cái tông màu chủ đạo của chiếc xe này chỉ là màu đen với lại pha một chút màu xanh nha các bạn, với cái màu tem màu xanh này các bạn, với cái đường G rất là đẹp nhé. Đây và ở phần giữa của xe thì cũng có một cái ốp màu xanh. Đây mình quay cho các bạn xem về cái phần đằng trước của xe, đang vẫn có cái logo của Yamaha đây các bạn. Đây, có cái màu tem rất là đẹp luôn, màu viền xanh nhá, xanh pha với màu đen. Ở đây bên dưới thì có chữ Monster này các bạn. Thì dung tích nhớt của cái mẫu xe này là 950 mm nhá. Xe thì sử dụng cái động cơ là SOHC. Đây, dung tích bình xăng của mẫu xe này thì vẫn sử dụng giống như các mẫu xe khác nhá, giống như các phiên bản khác của Xcenter. 4.5 lít. Và về phần bô xe, Xcenter hiện nay thì đang được rất là nhiều các bạn quan tâm nhé. Rất là nhiều các bạn vẫn đam mê cái mẫu xe Xcenter này vì thiết kế rất là đẹp. Đây về phần đuôi sau của mẫu xe này thì mình thấy rất là nhiều bạn thích độ lại cái phần đuôi này nhá. Nhưng mà đấy là do sở thích của mỗi người thôi. Nếu bạn nào không thích có thể để zin. Đây về phần xi nhan của xe thì phần xi nhan sau tách rời nhá. Các bạn nào không thích thì có thể độ lại cái rè sau của FZ thì cũng chỉ là mấy chục ngàn thôi. Hay các bạn có thể độ lại cái rè zin này luôn. Xe thì sử dụng đĩa trước và sau nha các bạn. Đây về phần đĩa sau. Lốp sau thì vẫn sử dụng lốp là IRC. Bởi vì đây là cái phiên bản này là phiên bản 2018 nhé. Và phiên bản 2019 gọi là phiên bản 2020 thì cái lốp đã được thay đổi bằng lốp mắt xích nha các bạn, với lốp trước là lốp quay ngược. Cái màu sắc là mình thấy rất là đẹp đó. Mình nhắc lại một lần nữa là ở phiên bản này thì có giá đã bao gồm giấy tờ là 49.500.000 nha các bạn. 49.500.000 đồng.
Đây mình sẽ quay về phần đèn pha nhé. Đây là một cái kiểu thiết kế đèn pha hình chữ V với cái ba cái chó đèn để tách rời cho các bạn. Đây hai bên đèn cốt ở giữa đèn pha, nhìn rất là đẹp nhé, nhìn rất là tinh tế. Mình sẽ quay từ góc xa xa các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đây và về phần đèn đèn mi của xe đây ở hai bên nha các bạn. Rất là đẹp. Các bạn là yêu thích mẫu xe này thì có thể là lựa chọn nhanh lựa chọn mẫu xe này cho mình nhá, bởi vì là mẫu xe này thì hiện tại là không còn sản xuất nữa nha các bạn. Nên là một cái lô sản xuất chỉ có tầm độ mấy ngàn chiếc thôi. Nên là hiện tại thì đã hết hàng này rồi, hết mẫu này rồi. Và hiện tại bên cửa hàng thì hình như là còn 1 đến 2 chiếc các bạn ạ. Là phiên bản Monster Energy. Đây phần cái phần đĩa trước thì cũng rất là to các bạn, rất là to và chắc chắn. Đây là mình quay rất là chi tiết nha, nên các bạn nào mà yêu thích cái màu sắc này thì có thể là theo dõi. Mình sẽ quay chi tiết cái phiên bản Monster Energy này. Cái phần gác chân của xe thì có thể gấp lên gấp xuống được, nhưng mà hiện tại thì bên cửa hàng đã cố định lại nha các bạn, để tránh trường hợp va quẹt chảy xước nha. Hiện tại thì vào dịp cuối năm thì khi các bạn mà mua xe thì sẽ được lì xì 1.500.000 đồng nha các bạn. Lì xì 1.500.000 đồng sẽ coi như là nó sẽ thay thế cái chương trình mà tặng phí trước bạ các bạn. Ở cái phần mặt nạ đằng trước cũng có cái màu tem nha các bạn, rất là đẹp. Đây các bạn, do là xe để ở ngoài rất là bụi nha các bạn, nên là chưa rửa nên là nhìn có vẻ hơi bẩn nhá. Bởi vì đây là cửa hàng này ở sát với mặt đường, rất là nhiều người qua lại. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem về phần mặt đồng hồ của xe nhé. Do bây giờ là buổi trưa nên là trời rất là nắng các bạn, nên là hơi chói mắt nhé. Chiếc xe này thì có nút bật tắt động cơ tạm thời nha các bạn. Đây rất là tiện lợi, tắt bật động cơ mà không phải bật ổ khóa nhé. Đây ở bên tay trái thì có nút passing nhá đèn này nhé bạn, và nút bật cốt pha xi nhan phải trái hay là nút còi. Về phần đồng hồ xe rất là đẹp nha các bạn. Là mình sẽ mở cốp cho các bạn xem nhé, ở bên trong cốp nhé. Đây các bạn chỉ cần vặn cái ổ khóa về bên trái là sẽ mở cốp nhé. Đây mọi người, bên trong cốp thì ở đây do xe mới nên là chưa bỏ bình nha các bạn. Đây là cái chỗ để gắn bình xe và cái hộc chứa đồ. Đây là do mẫu xe thể thao nên là không có cốp nha các bạn. Cốp chỉ để được một cái dụng cụ rất là nhỏ thôi. Đây là cái sách hướng dẫn sử dụng sổ bảo hành nha các bạn. Sổ bảo hành. Đây là trong cốp của mẫu xe Monster Energy nhé. Nó sẽ có một cái chỗ để đồ, hộc để đồ đây rất là nhỏ nha các bạn. Các bạn chỉ có thể để những cái quyển vở hay cái gì đó rất là nhỏ thôi. Còn chỗ này là để bình xe nha các bạn. Để bình xe. Hiện tại thì do xe mới nên là chưa có bình nhé. Đây về mặt trước của mẫu xe này nhìn thiết kế rất là đẹp này, với màu hai màu xanh ở hai bên này các bạn. Và cái video này thì mình cũng chỉ làm đến đây thôi các bạn ơi. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nhé, khi các bạn mà luôn theo dõi và ủng hộ cái video mới nhất của 6 Vlog nhé. Và các bạn nhớ bấm like, đăng ký và ủng hộ cái video tiếp theo, và mình sẽ quay những cái màu sắc ở những cái video tiếp theo nha các bạn.